Các bạn biết không, Kim Nong Athi có sức mạnh vô cùng to lớn mà có thể nhiều người chưa biết đến đâu. Kim Nong Ath, kích phát tổ, kéo vớt bông, chính là sản phẩm đột phá mà bạn đang tìm kiếm. Viên ngọc quý này được thiết kế đặc biệt để tăng cường sức sống cho cây trồng, giúp cây khỏe mạnh, phát triển vượt trội và cho năng suất cao hơn. Hãy tưởng tượng bạn đi dạo trong vườn, nhìn thấy những hàng cây vươn cao, tràn đầy sức sống với hoa lá rực rỡ. Với Kim Nong Ath, bạn không chỉ đơn giản là trồng cây, mà bạn đang gieo trồng thành công. Sản phẩm dễ sử dụng, an toàn cho cây trồng và mang đến kết quả đáng kinh ngạc. Hãy tạm biệt những khó khăn về cây còi cọc, kém phát triển và chào đón những cánh đồng xanh tươi, trù phú. Hãy tham gia cộng đồng những người nông dân hạnh phúc đã khai thác tối đa tiềm năng cây trồng của họ với Kim Nong Ath. Truy cập darplant.vn để tìm hiểu thêm và bắt đầu ngay hôm nay. Cánh đồng của bạn xứng đáng được chăm sóc tốt nhất, và với Kim Nong Ath, bạn sẽ đạt được điều đó. Hãy nhớ rằng, với Kim Nong Ath, mỗi hạt giống bạn gieo xuống là một bước tiến tới mùa màng bội thu. Đừng chần chừ nữa, hãy thay đổi ngay hôm nay và chứng kiến cánh đồng của bạn tràn đầy sức sống.